Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Meha Official. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói qua về một chủ đề nó sẽ vĩ mô hơn một tí so với các cái video bình thường. Tại vì chúng ta nhìn qua về cái vận động của thị trường á thì trong khoảng tầm 10 phiên gần đây gần như nó không có gì mới, đúng không? Chúng ta vẫn đang trong một cái pha điều chỉnh và cái dòng tiền thì nó hoàn toàn nó không có nó không có dám tham gia vào thậm chí rằng là ngày hôm qua hãy làm một cái video hãy nói về cái việc á là các cổ phiếu thép như là hòa phát hoa sen nam kim đã rơi về định giá rẻ rồi và bắt đầu quá trình tạo đáy thì ngày hôm nay hòa phát nè cũng cố gắng tăng ở trong phiên hoa sen và nam kim cũng cố gắng tăng ở trong phiên nhưng mà kết quả là đều fail thì chủ yếu nó đến từ một cái vấn đề là cái lo ngại của mọi người về cái việc là nền kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu bị suy thoái và nó sẽ có tác động tới thị trường chứng khoán thì chúng ta ngày hôm nay sẽ đi qua xem là liệu nó sẽ ảnh hưởng như thế nào và thật sự thì nền kinh tế Mỹ nó đang chịu những cái vấn đề gì mọi người ha rồi thì trước khi chúng ta bắt đầu video thì chúng ta có thể cho hãy một cái nút like một đăng ký kênh và chúng ta cần hỗ trợ thêm chúng ta có thể tham gia vào cái room ở bên dưới này thì hãy vẫn sẽ tư vấn cho anh chị một cách hoàn toàn miễn phí ha Um, trở lại với nội dung chính của video ngày hôm nay thì cái điều đầu tiên mà Hải nghĩ rằng là mọi người chúng ta cần phải biết đó chính là đó chính là cái thông tin gần đây thì ở đây Hải có vẽ một cái khung thì đây là một cái vận động của chỉ số sức mạnh đồng đô la là DXY vào thứ sáu vừa rồi thì uh, cho những ai không biết thì cuối thứ sáu vừa rồi chúng ta có một thông tin rất lớn gọi là nonfarm nha thì cái thông tin này nó sẽ có tác động tới việc là Fed họ sẽ hạ lãi suất hay là không À và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có một cái bài phát biểu của một cái thành viên ở trong Fed. Ông phát biểu thì nó gây ra một cái biến động rất lớn ở trong thứ sáu vừa rồi và nó cũng có tác động. Đây, Dow Jones ở trong phiên thứ sáu vừa rồi giảm 1% và Nasdaq giảm 2,5%. Thì điều này nó nó cho thấy rằng là là nền kinh tế Mỹ đang có vấn đề và cái chỉ số sức mạnh đồng đô la, cái mà nó sẽ có tác động tới tỷ giá nó đang gặp vấn đề anh chị ha thì đây chính là cái điều mà nhiều người chúng ta lo ngại à, tuy nhiên tuy nhiên thì hải cũng có một cái điều mà hải muốn nhắc mọi người á là đúng nó có tác động như là ngày hôm nay thì nikkei nè anh chị đây nikkei thì ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy được rằng á là nó phản ứng rất là tiêu cực sáng nay nè mở một cái gap down khoảng tầm hơn hai phần trăm anh chị nha gap down hơn hai phần trăm nó phản ứng với tin của cuối thứ sáu vừa rồi nhưng mà kết phiên á thì là tăng đúng không kết phiên nikkei vẫn tăng và nó chỉ còn 0,72% thôi. Ở tương tự nó sẽ phản ứng giống như là vậy. Đây chúng ta có Kospi thì sáng nay cũng giảm gần 2% và kết phiên thì còn có 0,33%. Ngoài ra thì các thị trường chứng khoán châu Âu chúng ta thấy rằng gì ạ? hiện tại vẫn đang giao dịch ở trong sắc xanh. Thì điều này nó cho thấy rằng là thật ra cái nền kinh tế Mỹ nó không tệ tới vậy và các thị trường chẳng qua là nó phản ứng với thông tin trong ngắn hạn. Anh chị ha? và ngoài ra thì chúng ta cũng thấy được rằng á là thật ra Dow Jones đúng là nó giảm nhưng nó vẫn đang nằm trong cái biên của nó cái biên dạ à? cái biên sideways ở vùng cao đây là một cái mà hải đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều ở trong các video của hải à, cũng như là là ở trong cái room cộng đồng của hải á. đây cái room này nè mọi người thì hải có để bên dưới của mô tả mỗi video chúng ta bấm vào thì chúng ta sẽ thấy à, chúng ta bấm vào thì chúng ta sẽ thấy hải À, nhận định tương đối nhiều ở trong cái room này thì hãy có nhắc một cái điều rất là quan trọng là thị trường nó sẽ xoay quay ở vùng cao anh chị nha. Đây nè. À, đây, à, chúng ta có rất là nhiều những nhận định nhưng mà cuối cùng khả năng vẫn chỉ xoay quay trong biên độ 1260 1300 mà thôi. Và kết quả ngày hôm nay chúng ta thấy rất rõ đúng không? Thị trường mặc dù rung lắc, dòng tiền không vào nhưng mà cứ chạm vào 1265 là nó lại bật. Đó à, thì anh chị chúng ta cứ yên tâm là thì trường hiện tại nó vẫn ổn và cái câu chuyện còn lại á nó là gì là Fed ông sẽ hạ lãi suất bao nhiêu thôi và bao lâu thì ông hạ à, hiện tại thì ngày 19 tháng 9 nó sẽ ra quyết định anh chị à, thì đối với Hải á thì Hải nghĩ rằng là cả khả năng cao nó sẽ không có gì mới đâu nó sẽ hạ à, khoảng tầm là thật ra thì 50 điểm nó sẽ hơi khó cái lý do vì sao mà cái này nó lại giật mạnh như vậy á là tại vì cái ông thành viên á ông nói rằng là có khả năng sẽ hạ 50 điểm cơ bản nhưng mà kết đó, thì ông lại nói rằng là hên xui nó vẫn chưa chắc chắn và nó sẽ còn những cái biến số cho nên rằng cái chỉ số này nói bật như vậy chứ còn nếu như mà ông nói rằng là, là có khả năng hạ 25 điểm cơ bản thì cơ bản là chỉ số DSI nó đã không bật mạnh đến vậy nha thì chúng ta sẽ cần phải phân biệt bởi vì nhà đầu tư họ phải ứng quá mạnh với những cái thông tin và những cái lời nói của những cái ông đó cho nên rằng thì trường nó mới biến động là như vậy chứ còn thật ra thì đối với hải á nó không có gì quá là quá là xấu cả thì chúng ta cũng thấy được rằng á là hầu như các cái cổ phiếu nó vẫn đang trong một cái pha kỳ cung gần như là họ đang chờ thông tin họ đang chờ chứ không phải là họ bán nó chẳng qua là gì cầu không vào là vì họ chờ thôi chúng ta nhìn qua về ngân hàng nè không không có gì xấu cả đúng không rất bình thường rất bình thường Rơi về hỗ trợ thôi, rất bình thường MB nè, không có mã nào xấu cả anh chị ha Chứng khoán nè, chứng khoán thì nó điều chỉnh cũng hơi mạnh một tí Nhưng mà thật ra thì vô không nhiều, đúng không? SCI nè, uh, VCI nè Thật ra thì nó đều không thuộc hỗ trợ anh chị nha Không có cổ nào thuộc hỗ trợ cả VND nè, đúng không? Vẫn nằm trên hỗ trợ, rất bình thường HCM nè, rất khỏe Vẫn còn đang nằm ở vùng đỉnh Thì uh, thì anh chị chúng ta cứ yên tâm à, Với những cái cổ phiếu á, như là Kim Hòa Phát nè Chúng ta chỉ cần có thông tin thôi là tiền nó vào ngay nha. nó vào nó đẩy giá ngay thì chẳng qua là gì là mọi người chúng ta sợ thì chúng ta chốt khi mà cổ phiếu về kháng cự còn khi cổ phiếu rơi về hỗ trợ thì không có cung thì đó là một cái điều mà hãy nghĩ rằng là thị trường vẫn đang rất ổn và chúng ta vẫn cứ yên tâm à. ngoài ra thì hãy cũng nhấn mạnh thêm một điều á là đoạn này anh chị chúng ta nên tập trung mua vào các cổ phiếu có thông tin một tí là nhiều người chúng ta hay à, nhìn vào cổ phiếu kiệt cung là chúng ta mua á nhưng mà thực tế là sai ví dụ nè cái cổ phiếu ghép nè anh chị chúng ta nhìn qua về về vol của gác này hoàn toàn không có cung đúng không chị mà vô rất thấp và hầu như tính hiệu kỳ cung đã rõ ràng rồi nhưng mà chúng ta mua gác á thật ra thì cái à, cái hiệu suất nó không cao đúng không gần như vậy chúng ta chỉ an toàn thôi chúng ta không lỗ nhưng mà để mà lời á, thì rất khó cực kỳ khó luôn với là cổ phiếu này cho nên rằng điều mà hãy khuyên anh chị á, là chúng ta nên tập trung vào các cổ phiếu có tin tốt ví dụ như BSR chẳng hạn này đúng không Đây là một cổ phiếu có rất ít người chú ý nhưng mà nó vẫn tăng rất tốt ở gần đây chúng ta có ba cô cũng vậy nè cũng là một cổ phiếu tăng tốt ha thì đây là một cái điều mà rất nhiều người chúng ta không chú ý chúng ta nên tập trung mua các cổ phiếu có tin tốt còn các cổ phiếu nào hoàn toàn chống thông tin mà nó kỳ cung á, thì thôi à, chúng ta có thể mua nhưng mà tỷ trọng nó nên thấp còn tỷ trọng mà cao á là nhiều khi chúng ta bị trốn vốn anh chị nha đây là ghế một ví dụ rất điển hình nè chúng ta mua là nó nó cực kỳ trốn vốn hoặc gì giả bcg chẳng hạn này đây chị mua nè mua cái cổ này thì chỉ có chôn vốn thôi không có tăng được bao nhiêu cả lời rất ít nha thì đó là cái nhấn mạnh của hải cho cái video ngày hôm nay để chúng ta tham khảo thêm về thị trường rồi thì cuối cùng thì cũng xin kết thúc video tại đây thì rất cảm ơn chúng ta đã quan tâm và theo dõi video hy vọng là chúng ta xem xong chúng ta có thể ủng hộ hải bằng cách cho hải một like một đăng ký kênh có anh chị nào chúng ta đang kịp hàng mà chúng ta cần hỗ trợ thêm là chúng ta có thể bình luận ở phía bên dưới hoặc chúng ta tham gia vào cái room này thì hãy cũng sẽ tư vấn cho anh chị một cách, một cách miễn phí ha cảm ơn mọi người rất nhiều